Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, thư viện sách nói First News. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Bí quyết học giỏi, phương pháp học tập chủ động để thành công. Tác giả Blake Nemelka và Bo Nemelka. Dịch giả Phạm Mây Mây. Giọng đọc Quang Thông. Lời nói đầu. Thành công, đó hẳn là một từ các em rất hay nghe. Thầy cô cháu, bố mẹ và những huấn luyện viên có lẽ đã nhấn mạnh rất là nhiều lần về tầm quan trọng của việc học ở trường và những gì mà các em đang làm trong cuộc sống hiện tại để đạt được thành công trong tương lai. Và tôi cá là tôi biết các em nghĩ gì mỗi khi các em tự trấn an. Thì sao nào? Điểm số của con bây giờ đâu có quan trọng, điểm cấp 3 mới đáng nói. Hoặc ai quan tâm tới mấy cái câu lạc bộ ngu xuẩn đó chứ? Hay những gì mà con làm bây giờ thì liên quan gì đến thành công sau này? Con mới đang học cấp 2 thôi mà, làm gì mà rối lên vậy? Tin tôi đi, tôi hiểu. Thế giới ngày nay áp lực hơn nhiều, và dường như nó càng ngày đè nặng lên chúng ta. Mỗi thời áp lực mỗi xuất hiện sớm hơn. Có thể các em đang nghĩ là lẽ nào con không là một đứa trẻ thôi được sao? Các em nói đúng. Các em vẫn còn trẻ và còn nhiều thời gian để tìm hiểu mình sẽ làm gì với cuộc sống sau này. Thế nhưng bố mẹ, thầy cô giáo và huấn luyện viên của các em đã từng như các em bây giờ, và có thể họ có đủ lý lẽ vững chắc cho việc này. Hãy nghe tôi nói một lúc thôi. Giả dụ trong tương lai em muốn trở thành bác sĩ, trước khi đạt được điều đó có rất nhiều mục tiêu nhỏ khác em phải hoàn thành, chẳng hạn như thi đậu vào trường y hay thậm chí là đạt điểm cao môn sinh ở trường phổ thông. Thế nhưng có một điểm rất thú vị ở đây là mỗi thành công này lại được tạo nên từ những thành công còn nhỏ hơn nữa. Và đó là những điều có lẽ em nên bắt đầu thực hiện ngay từ bây giờ. Chẳng hạn như tạo ra thói quen học tập tốt để đạt được điểm cao môn sinh, hay thậm chí chỉ là cầm cuốn sách này lên thôi. Khi em bước những bước đầu tiên về phía những thành công nhỏ, em đã bắt đầu thiết lập cho mình những thói quen để thành công. Và một khi đã có các thói quen này, những bước lớn hơn sẽ không còn quá lớn hay là quá đáng sợ nữa. Thay vào đó, nó sẽ trở nên thú vị, bởi vì các em đã hoàn toàn sẵn sàng chào đón nó rồi. Tóm lại, chẳng bao giờ là quá sớm để bắt đầu xây dựng những thói quen này và bắt đầu suy nghĩ về ngành học cũng như là nghề nghiệp tương lai của mình. Các em chỉ cần phải bắt đầu thôi, bắt đầu với mục tiêu đã định trước. Cuốn sách này sẽ giúp cho các em thực hiện điều đó một cách hứng thú. Bởi lẽ Blake và Paul Nemeca, vâng, họ là hai anh em song sinh, hiểu được cảm giác của một học sinh cấp 2. Họ thực sự hiểu, họ cũng từng trải qua những nỗi lo lắng và thử thách mà các em đang gặp phải. Thế nhưng, họ cũng hiểu rằng việc phải luôn vượt qua những lo lắng và thử thách đó, chứ không chỉ vượt qua một lần, không những sẽ giúp họ trở thành những học sinh cấp 2 ưu tú, mà còn về lâu về dài, còn trở thành những cá nhân thành công nữa. Và họ đã làm được điều đó. Blake tốt nghiệp thạc sĩ quản lý giáo dục từ trường đại học Vanderbilt, trong khi Bo lại được tấm bằng thạc sĩ quản lý chăm sóc sức khỏe của đại học Yale. Và vì họ hiểu tâm lý những học sinh cấp 2, nên họ biết rằng các em không hề muốn bị nhấn chìm trong một đống danh sách bài tập chán phèo. Họ sắp lôi kéo các em tham gia vào cuộc hành trình như của họ và khiến cho các em hào hứng với mỗi bước đi của mình. Họ sẽ kể cho các em những ví dụ thực tế về những đứa trẻ giống như các em, đưa ra các bài tập giúp cho các em áp dụng những phương pháp của họ sao cho phù hợp với mục tiêu, sở thích và mức độ thành công em mong muốn. Mỗi chủ đề trong cuốn sách này được trình bày như một mẫu đối thoại, một cuộc trò chuyện giữa các em và tác giả, hoặc là giữa các em và phụ huynh hay là người hướng dẫn, để giúp cho các em áp dụng được những gì đã học được vào đời sống của mình. Thế nhưng các em nên nhớ, một cuộc trò chuyện cần có sự trao đổi qua lại từ cả hai phía.
và những lời khuyên và hướng dẫn trong cuốn sách này chỉ có hiệu quả nếu các em chủ động áp dụng nó. Nghe có vẻ tốn công tốn sức quá nhỉ? Chắc chắn rồi, thế nhưng việc học sẽ rất vui đấy. Hãy xem những mẫu đối thoại này như điểm khởi đầu của các em và hành trang cho tất cả những trải nghiệm thú vị sau này. Và các em có thể bắt đầu mường tượng ra những thứ thú vị đó ngay từ bây giờ rồi đấy. Giờ thì hãy bắt đầu thôi, bắt đầu trò chuyện và bắt đầu tạo động lực nào. Tương lai là của các em, và các em có thể biến đó thành tuyệt vời, thậm chí là bắt đầu trở nên tuyệt vời từ khi các em còn ngồi ở trường cấp 2. Xin coffee. Hết phần lời nói đầu. Châm ngôn để suy ngẫm. Nếu dám mơ ước, bạn sẽ làm được. Walt Disney, nhà sản xuất phim, họa sĩ tranh biếm họa, họa sĩ hoạt hình, diễn viên lồng tiếng và doanh nhân người Mỹ. Lời nhắn gửi học sinh. Nếu người đang cầm cuốn sách này trên tay còn là học sinh, các em thật tuyệt vời. Các em đã đi bước đầu tiên và có lẽ cũng là bước quan trọng nhất trên con đường đến thành công. Bằng việc đọc cuốn sách này, các em đã thể hiện mình đang muốn tìm một con đường để đạt được thành công ở trường học và khi vào đời. Chúng tôi muốn giúp các em. Rất hiếm người thích khoảng thời gian học cấp 2. Đó là một khoảng thời gian khó khăn. Các em phải làm quen với một ngôi trường rộng lớn hơn nhiều. Bạn bè bắt đầu cư xử kỳ lạ. Các tủ đồ cá nhân không bao giờ chịu hợp tác và mở ra kịp thời khi các em cần đến chúng. Thầy cô dạy tiếng Anh với các em chạy ngợp thở. Các em không theo kịp môn toán. Và đó chỉ mới là những thứ xảy ra từ bên ngoài xung quanh em. Chúng tôi biết các em có thể còn bối rối với những gì đang xảy ra bên trong cơ thể mình nữa. Thật là những năm tháng đau khổ mà. Chúng tôi hiểu mà, chúng tôi nhớ hết. Các em không biết chúng tôi, thế nhưng vì chúng tôi là người lớn và là người viết cuốn sách này, nên có thể các em còn cho rằng chúng tôi cổ lỗ sĩ lắm rồi. Không phải đâu, tin chúng tôi đi. Chúng tôi vẫn còn nhớ thời cấp 2. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi vẫn còn nhớ những bước tiến của mình và bạn bè cùng lứa trên con đường đạt tới thành công. Đó là tất cả những gì mà chúng tôi muốn nói đến trong cuốn sách này. Cuốn sách này là dành cho các em, thế nhưng đây không phải là cuốn sách các em nên đọc một mình. Các em sẽ cần có ai đó giúp đỡ để áp dụng nó, đặc biệt là khi có một số phần trong cuốn sách yêu cầu các em thực hiện và hoàn thành những hoạt động cần đến người giám sát. Hãy nhờ một người mà các em tin tưởng cùng đọc quyển sách này và giúp đỡ các em, đặc biệt là với những mục hoạt động trong này. Chúng tôi tạm gọi những người trợ giúp các em trong suốt cuốn sách này là phụ huynh, người hướng dẫn. Họ ở khắp nơi xung quanh các em, trong gia đình, ở trường học và trong cộng đồng. Hãy chọn ra một ai đó và cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình này. Chúng ta hãy bắt đầu đi với các mục hoạt động. Chúng tôi biết một hoạt động nghe có vẻ giống như ám chỉ bài tập về nhà. Có thể nó trông cũng giống như là bài tập về nhà đôi chút thôi. Thế nhưng đó là những bài tập tuyệt vời, là những bài tập để đời. Từ khóa ở đây là sự nỗ lực. Thành công cần nỗ lực và chúng tôi muốn các em thực hành một cách nghiêm túc. Chúng tôi muốn các em đào sâu và khám phá xem mình đang ở đâu, từ đó vạch ra mục tiêu và kế hoạch cho tương lai. Chúng tôi mong rằng các hoạt động này sẽ đặt ra những thử thách cho các em. Nhưng chúng tôi không muốn các em thất vọng hay là bỏ cuộc. Các em sẽ làm được. Các mục hoạt động nằm ở cuối mỗi chương cuối, mỗi mẫu đối thoại. Trong cuốn sách này, chúng ta có 11 mẫu đối thoại. Chúng tôi gọi mỗi chương là một mẫu đối thoại bởi chúng tôi muốn các em tham gia đối thoại với phụ huynh, người hướng dẫn của mình. Để giúp các em thực hành những gì đã học, chúng tôi có để kèm trang bài tập ở cuối mỗi mẫu đối thoại. Chúng tôi sẽ cho các em biết điều gì đã giúp cho chúng tôi và bạn bè thành công. Và rồi các em sẽ quyết định mình có thể làm gì để cải thiện và phát triển bản thân. Đây không phải là quá trình một chiều. Nếu chỉ có chúng tôi nói là chia sẻ, rồi các em đặt sách xuống và bỏ đi, quá trình này sẽ thất bại. Chúng tôi muốn các em tham gia hết mình. Chúng tôi đã lựa chọn chủ đề cho các mẫu đối thoại rất kỹ càng, với sự giúp đỡ của những học sinh, phụ huynh,
người hướng dẫn và các chuyên gia giáo dục. Chúng tôi tin rằng 11 mẫu đối thoại này sẽ giúp các em ngay trong hiện tại, trong tương lai gần và cả trong tương lai xa. Nói về tương lai của các em, các mẫu đối thoại được chia thành hai phần: những điều cần thực hiện ngay và những điều cần bắt đầu nghĩ đến. Phần đầu tiên là những điều các em có thể làm ngay bây giờ, ngay ngày hôm nay. Phần thứ hai bao gồm những điều quan trọng sẽ xảy đến trong tương lai. Đó là những điều có lẽ không cần thực hiện ngay lúc này, nhưng các em vẫn cần suy nghĩ về nó và chuẩn bị cho nó để đạt được thành công về sau. Khi đọc 11 mẫu đối thoại này, các em sẽ thấy mỗi chương được cấu tạo thành 4 phần. Lắng nghe, xem chủ đề mẫu đối thoại là gì và suy nghĩ xem tại sao nó lại quan trọng. Học hỏi, từ những ví dụ của những người mà chúng tôi chia sẻ với các em. Suy ngẫm về câu trả lời của mình đối với những câu hỏi gợi suy nghĩ. Hành động bằng cách hoàn thành những mục hoạt động được đưa ra. Cấp 2 không phải là khoảng thời gian các em phải chịu đựng hay phải vượt qua. Nó có thể và thực sự nên là một trong những khoảng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời các em. Qua cuốn sách này, các em sẽ có thể bắt đầu xây dựng một nền móng vững chắc cho thành công sau này của mình. Thực sự, chỉ có các em mới có thể định nghĩa được thành công của riêng mình. Nhưng chúng tôi chọn bắt đầu với thành công trong học tập. Thành công trong học tập là chìa khóa mở ra con đường để thành công lâu dài trong cuộc đời. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều con đường thành công khác nhau và thậm chí cả nhiều định nghĩa khác về thành công. Thế nhưng chúng tôi chọn viết về con đường này bởi vì nó gần như là một con đường chắc chắn. Nếu các em thành công nơi học trường, các em sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi ra trường và nhiều lựa chọn hơn cũng mở ra nhiều cơ hội hơn. Bây giờ chúng tôi biết các em muốn thành công trong học tập. Chúng tôi biết các em đang rất cố gắng. Làm thế nào chúng tôi biết được điều đó? Bởi vì như chúng tôi đã nói, các em sẽ không bắt đầu học cuốn sách này nếu không muốn trở nên thành công. Vậy nên chúng tôi biết các em muốn điều đó. Thế nhưng có bao giờ các em có cảm giác mình không thể tiến lên phía trước không? Có khi nào các em cảm thấy mình chỉ thường thường thôi không? Cảm giác này xảy ra là do mọi người vẫn cho rằng thành công trong học tập có nghĩa là đạt điểm A hay là điểm cao, trong khi chỉ có một vài học sinh đạt được vài điểm A, hầu hết học sinh còn lại chỉ đạt được điểm C trung bình. Dưới đây là biểu đồ thể hiện điểm số của học sinh cấp 2 nhìn chung. Điểm F 2%, điểm D chiếm 14%, trừ C cộng 68%, điểm B chiếm 14%, điểm A chiếm 2%. Điểm trung bình GPA, Grade Point Average, được sử dụng phổ biến ở Mỹ với 4 là thang điểm cao nhất. Với thang điểm này thì A bằng 4 điểm, B bằng 3 điểm, C bằng 2 điểm, D bằng 1 điểm và F bằng 0 điểm. Biểu đồ này thấp về bên trái, cao lên ở giữa và thấp về bên phải, cho thấy có 16% số học sinh có điểm trung bình là F và D, 68% ở giữa có điểm trung bình là C và 16% khác có điểm trung bình là B và A. Nếu các em cảm thấy mình đang mắc kẹt ở giữa, đừng lo lắng, có rất nhiều bạn khác đồng cảnh ngộ với các em. Thế nhưng chúng tôi muốn giúp các em bứt phá khỏi vị trí trung bình này. Chúng tôi biết rằng điểm số không phải là thứ đo chính xác cho thành công trong học tập. Vậy nên chúng tôi đã liệt kê một danh sách những điều các em nên suy nghĩ về chúng. Dưới đây là 11 mẫu đối thoại giữa chúng tôi với các em và với phụ huynh, người hướng dẫn của các em để giúp các em đạt được thành công. 11 mẫu đối thoại. 1. Mục tiêu. 2. Lập kế hoạch và chuẩn bị. 3. Quản lý thời gian. 4. Điểm trung bình. 5. Các hoạt động ngoại khóa và hoạt động phục vụ học tập. 6. Phục vụ cộng đồng. 7. Kỳ thi tuyển sinh đại học. 8. Kinh nghiệm thực tập và làm việc. 9. Quản lý tiền bạc và nguồn học bổng. 10. Phỏng vấn. 11. Chia sẻ kinh nghiệm. Các em đã sẵn sàng chưa? Hãy lật sang trang kế tiếp nào. Hết phần lời nhắn gửi học sinh. Châm ngôn để suy ngẫm.
Có những người mà bạn có thể khuyên bảo đến khản cả cổ, nhưng họ sẽ không bao giờ hiểu hay thay đổi. Nhưng sẽ có những lúc nào đó, bạn tình cờ gặp được ai đó hăng hái muốn nghe, hăng hái muốn học và sẵn sàng thử cái mới. Đó là những người chúng ta cần tìm đến, là phụ huynh, người lớn, thầy cô giáo và hàng xóm láng giềng. Chúng ta có trách nhiệm nhận ra điều đó. Tyler Perry, diễn viên, nhà làm phim, người viết kịch, tác giả và nhà soạn nhạc người Mỹ. Lời nhắn gửi phụ huynh, người hướng dẫn. Nếu người đang đọc cuốn sách này là phụ huynh, người hướng dẫn của học sinh, cảm ơn các bạn. Các bạn rất quan tâm đến thành công trong học tập và cuộc sống của học sinh, và rõ ràng bạn đang đi tìm cách trợ giúp hiệu quả. Chúng tôi tin rằng cuốn sách này sẽ là kim chỉ nam giúp bạn làm điều đó. Tới lúc này, chúng ta nên thành thật với nhau. Đa số học sinh cấp 2 sẽ không đọc cuốn sách này một mình. Do đó, chúng tôi muốn đề nghị các bạn đọc những chương sách này, nắm rõ nội dung và giám sát học sinh của mình hoàn thành những hoạt động ở cuối mỗi mẫu đối thoại. Nếu các bạn buộc các em đọc cuốn sách này, nó sẽ không mang lại hiệu quả. Các bạn cần hiểu điều đó. Giải pháp của chúng tôi cho vấn đề này là giúp các bạn lôi cuốn học sinh của mình và hỗ trợ bạn trình bày cuốn sách theo cách nào đó có thể truyền cảm hứng mong muốn thành công trong học tập cho các em nhiều nhất. Chúng tôi không thể làm điều này thay bạn, bởi vì bạn là người hiểu rõ học sinh của mình nhất. Nhưng chúng tôi tin bạn sẽ biết cách áp dụng nội dung của cuốn sách này một cách hiệu quả nhất. Để giúp bạn hỗ trợ học sinh của mình, chúng tôi đã đính kèm trang bài tập vào cuối các mẫu đối thoại. Trong khi bạn thực hành, hãy nhớ lời của William Underwood: giáo viên bình thường kể lể, giáo viên khá giải thích, giáo viên giỏi minh họa, giáo viên vĩ đại truyền cảm hứng. Để đạt đến kết quả tốt nhất, đừng chỉ nói suông. Nếu bạn kết hợp được những nguyên tắc này, nếu bạn có thể lấy chính bản thân mình làm ví dụ để mà truyền cảm hứng để học sinh làm tốt hơn, bởi các em thấy rằng những nguyên tắc này từng hiệu quả với bạn, thì bạn đã góp phần tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thật không may là tư tưởng cần cả một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ vẫn luôn đúng. Đơn cử như trường hợp của chúng tôi, sự nghiệp học hành của chúng tôi đã và đang nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ vợ con, phụ huynh, cha dượng và mẹ kế, anh chị em, gia đình nhà vợ, bạn bè, bà con họ hàng, ông bà, những nhà lãnh đạo tinh thần, thầy cô giáo, nhà tư vấn, huấn luyện viên. Tất cả họ đều tạo nên ngôi làng của chúng tôi. Khi tham gia một chương trình hướng đạo sinh, chúng ta cần đạt một vài kỹ năng nhất định để nhận được chuyên hiệu, một biểu tượng chứng minh hướng đạo sinh đã học và thực hành được kỹ năng cụ thể nào đó. Mỗi lớp chuyên môn sẽ có một người được đào tạo về chuyên ngành đó để đứng lớp. Các bậc phụ huynh, người hướng dẫn có thể học hỏi mô hình này bằng cách kết nối học sinh với những người giỏi hơn chúng trong các lĩnh vực khác nhau. Các bạn sẽ thấy cảm kích và ngạc nhiên với những tài năng xuất hiện trong gia đình và cộng đồng của mình, và thậm chí là qua mạng khi các bạn hợp tác cùng nhau để giúp đỡ học sinh của mình. Để đạt đến thành công cần cả một quá trình. Nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn quá trình này, chúng tôi đã xây dựng một mô hình trách nhiệm học sinh nhằm mô phỏng tiến độ tiềm năng của học sinh khi các em được giám sát để áp dụng những yếu tố, nguyên tắc trong cuốn sách này. Mô hình trách nhiệm học sinh. Thành công trong học tập đi từ khao khát muốn đạt được, đến hành động trải nghiệm, đến kiên trì thực hiện, đến thành công chia sẻ. Trong suốt quá trình này, luôn đi liền với trách nhiệm. Tất cả mọi thứ sẽ dẫn đến thành công trong học tập và công việc. Chúng tôi sẽ giải thích thêm về mô hình này, nhưng đừng bao giờ quên rằng học sinh của bạn có thể đạt đến thành công. Bạn phải tin điều này thì các em mới có thể tin được. Mô hình trách nhiệm học sinh được xây dựng dựa trên 4 nguyên lý chính. Khao khát. Em muốn thành công trong học tập nhờ sự cổ vũ của một người nào đó em rất tin tưởng. Hãy thử tưởng tượng có người nào cho em một quả táo rất ngon do người đó tự trồng và khuyến khích em gieo hạt táo và tự trồng những quả táo ngon lành cho chính mình. Hành động. Em tìm hiểu và thử áp dụng 11 mẫu đối thoại. Em gieo hạt táo và cung cấp cho chúng nước, ánh mặt trời và chất dinh dưỡng. Sau khi thực hiện những công việc này,
em bắt đầu thấy một cái cây mọc lên. Đó là bằng chứng ngắn hạn cho thấy những gì mà em làm là có hiệu quả. Kiên trì. Em kiên trì thực hiện theo 11 mẫu đối thoại trong một thời gian dài. Em kiên nhẫn và siêng năng chăm chút mầm cây trở thành cây lớn trong một khoảng thời gian dài, với lòng tin rằng những hành động kiên trì của em sẽ mang đến kết quả là những trái táo ngon lành. Thành công. Em đạt được khao khát ban đầu của mình và chia sẻ kinh nghiệm để giúp các bạn khác cũng đạt đến tiềm năng của họ. Cây táo của em đã kết những trái táo thơm ngon để em hái xuống, thưởng thức và chia sẻ với những người bạn em cho là sẽ có thể trồng được những quả táo ngon cho chính họ. Chúng tôi đã vẽ mũi tên quanh mỗi nguyên lý để biểu đạt một quá trình liên tục của việc tạo ra khao khát, khuyến khích hành động, cổ vũ lòng kiên trì, tưởng thưởng thành quả theo thời gian. Chỉ cần tuân theo 4 nguyên lý chính này và đảm bảo học sinh của bạn học hỏi và áp dụng các yếu tố mà trong cuốn sách này gọi là mẫu đối thoại, cả bạn và học sinh của bạn đều sẽ thành công. Và chúng tôi chân thành mong muốn rằng bạn sẽ giúp những người khác cũng thành công như mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Không phải lúc nào học sinh cũng thể hiện được năng lực của chính mình, mà các em cần có sự ủng hộ của phụ huynh, người hướng dẫn. Học sinh cần những phụ huynh, người hướng dẫn kề bên mình và kiên trì giúp đỡ các em. Chúng tôi mong rằng bạn sẽ hoàn thành vai trò đầy trách nhiệm này. Từ đây trở đi, chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với học sinh, bởi cuốn sách này là dành cho các em. Hãy bắt đầu các mẫu đối thoại nào. Hết phần lời nhắn gửi phụ huynh, người hướng dẫn. Voi FM, ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ, chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng. Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.